Các bạn ơi, bạn dâu tây sẽ bóc màu đỏ trước nha. Đây này, bánh màu đỏ đây. Bánh màu đỏ đây, đây mẹ dơ cho các bạn xem. Đây là bánh marine đấy các bạn nhá. Bánh marine là bánh cá đấy. Ở trong có rất nhiều hình vật nhá. Đây là vị tôm nướng này. Đây, bạn dâu tây sẽ bóc cho các bạn xem nhá. Đâu chỗ mở đâu các bạn? Chỗ mở đây này. Chỗ mở. Chỗ có các cái răng cưa này là chỗ mở đấy. Đó, bạn dâu tây đang mở đấy. Đúng rồi, bạn dâu tây sẽ cắt ra xem bên trong có gì nhá. Mẹ bạn sẽ đổ vào cái đĩa này. Mẹ đã chuẩn bị sẵn đĩa cho bạn rồi. Cắt được không? Đôi mẹ giúp cho. Cắt sợ vào bánh cá. À, cắt. Bạn sợ, bạn dâu tây sợ cắt vào cá. Nên là bạn sẽ nhờ mẹ cắt cho bạn nhá. Wow, bạn dâu tây đổ ra. Đổ ra. Có rất nhiều màu nhá các bạn nhá. Các bạn nhìn đi, đây là hình gì con? Hình ông sao. Ông sao, đây là hình gì con? Hình con gì, con cá gì nhỉ? Con cá mực. Cá mực, đúng rồi. Con cá mực không phải cá mập đâu. Đây là hình con gì? Con rùa. Đúng rồi, con rùa rùa đây này các bạn ơi. À, sao còn hình gì lạ nữa không nhỉ? Con nhỏ nhiều hình quá. Con cá. Ừ, con cá mập, đúng rồi, con cá mập rồi. Ô, đây là con cá gì? Con cá heo. Thấy không? Ôi, nhiều hình quá. Các bạn ơi, các bạn nhìn đi, nhiều hình chưa? Nào, chúng mình sẽ cùng thử ăn vị xem nó ngon nhá. Nào, tôi thích ăn hình gì đấy con? Cá voi. À, cá voi, mẹ sẽ ăn hình con rùa. Ăn luôn. Hơi cay cay. Vị màu đỏ này hơi cay cay không nhỉ? Đúng không? Hai cái này không cay. Hai cái đấy hiểu không cay không? Có con ăn thử vị chanh không cay không? À thế à? Xanh ngọt à? Ừ, xanh ngọt à? Con cá ngon quá. Cay à? Ô, vị này bán dâu tây bạn không ăn được các bạn ạ. Chứng tỏ chúng mình cái màu này dành cho hai anh chị lớn hơn. Chúng mình còn nhỏ chúng mình chỉ ăn kẹo là cái màu xanh và màu vàng nhá. Sẽ cất cái này đi nhá, bạn dâu tây sẽ bóc tiếp màu vàng nhá. Màu gì đấy hả con? Màu vàng mẹ, đây là màu vàng ạ. Mẹ cái là trong luôn. Màu gì đấy hả con? Màu vàng. À, màu vàng à. Đây, cái đĩa của bạn đây. Đây, bạn sẽ bóc marine màu vàng nhá. Vị phô mai này, omeli này các bạn ơi. Vị màu vàng này có con cua nó cắt một cái phô mai đấy. Nghĩa là trong này sẽ có phô mai đấy các bạn ạ. Nào, chúng mình cùng mở thử ra xem bên trong có gì nhá. Này ngon nhỉ? Ừ, mang tên cho anh này ngon á. Đây là vị gì? Là vị tong biển.
trong biển có mẹ nhật. Nếu bạn nào thích phô mai thì chúng mình sẽ mua vị phô mai này về ăn này. Bạn cháu Tây thích vị này nhất. Ừ. Bạn nào mà không thích vị phô mai thì phải mua sang vị màu xanh. Hoặc là những người nào thích cay thì sẽ mua sang vị màu gì? Đỏ. À đúng rồi. Cũng đều là có loại cá giống nhau nhưng mà vị khác nhau đấy các bạn ạ. Giòn quá. Bạn ra tay là gì? Không thích vị phô mai nên là mặt bạn đấy nhăn nhó quá. Bạn dâu Tây sẽ bóc màu xanh nhá, để mở màu xanh nhá. Nào, mở ra. Màu xanh rồi đây các bạn ạ. Màu xanh này là vị rong biển nhá. Rong biển tuyết xanh. Cũng bổ sung canxi. Wow, con thấy vị thơm quá. Thơm à con? Yeah. Vị rong biển đấy con ạ. Rong biển có một cái mùi thơm. Wow, viên. Bạn dâu Tây sẽ ăn thử nhá. Đây. Thơm. Thơm. Thơm quá. Ôi ông biển thơm quá, bạn dâu Tây bạn ấy thích vị rong biển. Vị rong biển ngon nhất. Nhớ con nhỏ, vị màu xanh là ngon nhất các bạn ạ. Thơm quá. Con đã mua một màu xanh rồi. Đã mua một màu xanh rồi. Thế à? Ngon nhỉ con nhỉ? Vị rong biển là ngon nhất. Còn bà thích phô mai thì ăn vị màu gì? Phô mai thì ăn màu vàng, đúng rồi. Còn ai thích cay thì ăn màu gì? Đỏ. Môi cay cũng giống như màu vàng nhỉ. Tây ăn cả vị gì nữa, ăn cả con gì nữa. Mẹ thích ăn con cá mực này, con cá mực này dài quá. Dài quá này các bạn ơi. Giòn tan nhá. Giòn tan mất lạ. Video thử bánh marine của bạn dâu Tây đến đây là hết rồi. Bạn dâu Tây nói lời chào các bạn đi. Chào các bạn, các bạn ơi, các bạn nhớ nhấn subscribe để theo dõi kênh của bạn dâu Tây nhé. Tạm biệt các bạn, bye bye. Các bạn ơi, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé.